Xin chào cả nhà, em là Phát bên bất động sản miền quê đây. Quý cô chú, quý anh chị ơi, thì lời đầu tiên em cũng xin kính chúc quý cô chú, quý anh chị có ngày làm việc vui vẻ, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều hạnh phúc ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú, quý anh chị xem mấy cái lô đất nền này xếp dạng là chân dài ha. Thì là đất này tọa lạc ở xã Phú Hòa, huyện Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây có 5 nền nè quý cô chú, anh chị ha. Đó, anh thấy chị lên giới đó, anh đó lên giới nè, cứ ngang năm dài 51 mét, 200 200 năm mấy, hay hơn 260 mét vuông một nền với cô chú anh chị ha. Có 5 lô liền kề luôn, full thổ cư hết nha, full thổ cư hết. Giá bán mỗi lô là 750 triệu một lô. Chủ đất bao giấy tờ, bao sang tên hết. Đó, cắm cọc hết với cô chú anh chị ha, thẳng tưng luôn ha. Lô nào lấy thẳng tưng thôi, đã có sổ sẵn hết rồi. Quý cô chú, quý anh chị nào muốn lấy 2 lô thì 10 mét ha, tổng là 5 lô liền kề, mỗi lô là 750 triệu. Từ vị trí đất này thì quý cô chú, quý anh chị á, đi về chợ Bến Thành á, là 120 km ha. Còn mình đi ra Suối Mơ 3 cây số, mình đi ra quốc lộ 20 là khoảng 6 cây số. Còn mình đi ra trung tâm hành chính thì sát bên ha. Đây là khu dân cư hiện hữu của cô chú anh chị ha. Có đèn đường rồi, đèn đường nông thôn sớm ấy ha. Đất đây đất bằng trang ha, đất nền nhà bằng lắm. Dọc dọc đây là khu dân cư san sát hết à, nhà cửa san sát hết à. Nhưng miếng này được cái nó dài với cô chú anh chị ha. Nếu tính ra mình lấy 2 lô thì mình được gần là 500 mét vuông ha. Ý, hơn 500 mét vuông chứ quên. 550 mà gần 260 mét vuông, nếu mà lấy 2 nền là được 500, là hơn 500 mét vuông rồi, nửa công đất rồi. Tính ra là nếu lấy 2 nền thì là 1,5 tỷ, nửa công đất. Tính ra mét vuông cũng hết 3 triệu ha, 3 triệu đồng mét vuông. Mét vuông 3 triệu cô chú anh chị ha. Tính mét vuông á, mét ngang thì là 175 triệu mét, mà tính mét vuông là 3 triệu ha. Đèn đường chiếu sáng buổi tối tới sáng rực của cô chú anh chị ha, đèn đường hết rồi, khu dân cư san sát rồi, sẹt ra tới trường học, sẹt ra tới tới cơ quan hành chính này. Mình ra Bách Hóa Xanh, điểm máy xanh mà đi chừng 5 phút với cô chú anh chị ha, 5 phút tới à. Chợ này nọ 5 phút, chùa nhà thờ cũng như. Em nhắc lại ha, đất mình toàn là ở xã Phú Hòa, huyện Ninh Quán, tỉnh Đồng Nai. 5 lô đất nền vũ nữ chân dài 550. Nghe năm dài 50 51 nhé. 750 triệu một lô. Khu dân cư hiện hữu, có đèn đường, đường bê tông. Xe hơi, xe tải, xe ben chạy vô tư. Một chút nữa em sẽ chạy ra ngoài đường cho quý anh chị xem nè, em đi bộ tành tành muốn tới luôn rồi còn xíu tới rồi đó. Cái nóc đỏ đỏ kia là ủy ban nhân dân xã đó, cái nóc đỏ chị thấy không, nóc đỏ đó là ủy ban á. Để em đi bộ tành tành ra cái lộ, là ra cái lộ nhựa luôn cho quý chị xem. Ở đây làm nhà vườn đẹp ha, có thấy không, nếu mà lấy 2 lô 10 mét làm nhà vườn được rồi ha, cực đẹp luôn đó. Đây ta làm nhà đồ đẹp lắm. Anh chạy ra nè, bộ quê quá, chạy ra xíu tới anh với chú, về xíu Lấy tới hàng chứ, hai anh em nhiều việc dễ sống hơn hả? Đây là nhà vườn nhiều lắm là ha, gần hợp gần lý hơn trung hả? Tâm rồi, cái này cái lỗ nhựa này, cái đó không là em tao em mới phải về đi quay hả? Trái về ba chính cái hoạch với lại là bây giờ mình